cuối ngày hoặc 2-3 ngày sau là nó lên 1 triệu lượt xem. Đấy, cho nên bình luận thì nó cứ rôm rôm giả giả đấy. Rồi tôi nghi là thùng này là được sơn trắng đấy. Không không, cái sơn này với phong thủy thì nó phải là có một cái màu nó hơi nhạt nhạt một tí nó. Nhưng mà nó phải phải có màu chứ không thể là sơn trắng được. Mẹ cứ cùng kéo một cái video mỗi mình quay bình sơn này thôi. Mà 1 triệu lượt xem. Đấy, nó có công. Thế là Facebook sắp đuổi kịp TikTok rồi đây này. Mỗi tội là chả thấy sao đâu. Ô, còn hơn đấy, Facebook này trang của mình còn hơn đấy. Đây, thì tôi báo giá cho mọi người đấy, hai cái loại này thì một loại thì 170. Từ từ tôi sẽ trả lời các bình luận của các bạn ở trên TikTok, tại vì TikTok bao giờ cũng chưa bình luận rất kinh, 38 tin nhắn mới chưa đọc. Từ từ đã. Đấy, các bạn thấy chưa? Mặc dù là bây giờ còn có 91 ở trên trang Pancake của tôi 100 này. Thế mới hay. Đây, thùng sơn 18 lít đây. Đấy, để cho các ông ý gọi là nói có sách mách có chứng thì đè cái thùng sơn ra để quay cho 18 lít. Không lại bảo chắc thằng này lấy cái thùng có 3 lít, 4 lít nó đặt gần. Cứ từ từ rồi tôi trả lời. Nói ông mẹ thùng này đéo biết bao nhiêu lít nhỉ? Ở đây nó không ghim bao nhiêu lít à? Khổ, hai cái điện thoại. Sơn spec. Bình sơn spec. Kilomet. 18 lít thể tích thực. 18 lít nhá. 18 lít. Đấy, thùng 18 lít. Không có lắp. Đấy, các ông phải hình dung như thế. Đấy, tại vì nói thằng kia nó cứ bảo là ông nói phét đi thôi, toàn lấy cây của người ta lại. Người ta còn mang vào đây này này, thồ vào đây này này. Mẹ của cái hôm ấy, vợ ông cõng mồm còn ra đây. Tuân ơi, Tuân mở cửa để bà tưới 4 cái chậu quất không nó héo mất. Bảo bà đã để đây rồi thì để cháu tưới. Khổ, cái ngày nào vì 4 chung quất này bà cũng ra đây bà tưới. Người ta ví dụ bình thường người ta ký gửi là thằng Tuân phải lo đúng không? Ký gửi cho tôi thì tôi phải lo. Đây chiều hôm ấy bà đã đứng ở đây, bà bảo Tuân ơi mở cổng để bà ra bà tưới mấy chum quất. Đấy, vẫn có trách nhiệm, đau hết đầu. Từ từ để tôi ấy. Đấy, thùng này là thùng 18 lít này. Cái loại này giá số lượng là 170 này. Cái loại này giá số lượng là 350 này. Và Tuân có công rồi cho nên các bạn không phải hỏi vấn đề trả công cho Tuân nữa. Đấy, 170 và 350. Đấy là giá số lượng. Còn bán lẻ thì thôi các bạn cứ phải tầm cây này 300. Đấy, cây này 300. Cây này thì làm ơn thôi thì tôi cứ xin của các bạn 600. Đấy. Còn các bạn mua lẻ ở đâu mà rẻ hơn thì cứ thế mà mua. Tại vì nói chung là còn 200 cây thì tôi cũng ưu tiên bán số lượng. Tôi ghi ngay thì tiêu đề rồi đấy. Tôi ưu tiên bán số lượng. Còn chất lượng mẫu mã thì đến gần thì chúng ta sẽ nhìn thấy được. Đấy. Từ từ tôi sẽ trả lời mọi người đừng bỏ đi, ngồi im không thằng kia nó lấy mất cái ghế đấy. Này, đấy, quả xanh, quả chín, quả ấy, quả nhỏ, quả to, các thể loại. Còn khuyến mãi thêm cả hoa ban này, khuyến mãi thêm cả cánh hoa ban, đến mùa ban rồi các ông ơi, ban tím hoàng hậu đây này. Đấy, đấy, từ từ nhá, đây, còn cái loại này đây này, cây này thì hơi bé hơn cây này, đấy, cái chum nó cũng to hơn. Đây mọi người, để tôi lại nôi cái thùng 18 lít này. Khổ thân cái thùng 18 lít. Đây. Đây. Thằng kia ban đầu nó vào nó chửi mình luôn. Nó bảo 170.000 thì chỉ có chó mới mua thôi. Mẹ cái thùng, cái bình nó to như thế này. Cây nó như thế này. Nó lại bảo là 170 thì chỉ có chó mới mua. Mẹ không hiểu ý thức nó thế nào nữa cơ. Như ruồi. Các ông tại sao mà nhiều ông tôi cứ bảo là ý thức các ông như ruồi không? Tại vì giống y hệt tôi uống cà phê ấy. Mẹ mình cứ đuổi đi, nó không đi, nó lại bay về. Mình lấy vật mũi, mình vật là chết. Còn nếu mà vật mũi mà hết pin là nó lại bay vào. Nó lại bâu vào bình, cái cốc cà phê của mình. Nó đuổi đi, nó không đi ấy. Nó cứ lởn vởn, chả có tác dụng mẹ. Ây giời, Minh Đăng tặng 75 sao. Cảm ơn Minh Đăng nhá. Đấy, các ông thấy không? Bán quất còn nhiều doanh thu lắm. Đây, 75 sao nó hiện lên phía trên này. 116, Facebook của mình là lâu mình không phát cho nên các ông nhớ. Vào xem rõ ác. Lâu lắm rồi tôi toàn lấy video ở trên TikTok tôi phát lại. Tôi đăng lại, đăng kiểu offline ở trên cái trang của anh em mình ấy. Nói chung là cũng nhớ nhưng mà nhiều khi là nực bất tòng tâm. Đấy. Lại tạm quẩy nhau sao rồi đó. Nhiều khi là nó thế. Đấy, lại được $1.50 rồi đây này. Đấy, chả cần cây cối gì mà tôi được $1.50. Tức là nếu quy luật ở trên Facebook ấy là nó 100 sao là được $1 thì các ông ấy ủng hộ mình 150 sao là được $1.50. Nhưng mà $1.50 thì nói chung là gọi là tính tượng trưng thôi, chứ còn
Đây. Từ 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 để tôi phát. Đấy, cảm ơn hai bạn ở trên trang ủng hộ, gọi là để cho cái ngày mình quay lại với Facebook nó không còn xa vời. Mẹ mệt lắm, dạo này mệt tham chiến ở trên TikTok, nhưng mà vào nói chung là TikTok nó cũng văn minh hơn. Đấy mà thời điểm này mà cái trang nó hoạt động nó không được tốt, trang Pancake hoạt động không được tốt, mà hôm nọ mà mấy ông chửi chửi là tôi cũng chặn.